Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải tiếp tục bêm một lương định bài boss nữa anh em ơi. Và bây giờ thì Khải sẽ quýnh cho anh em xem. Vừa rồi thì Khải mới cánh lộn, Khải mới cánh ever cánh một ít may mắn cho nó anh em. Bây giờ thì Khải sẽ đứng bó luôn cho anh em xem. Đây. Đứng bó luôn cho anh em xem. Khải ngáo nhiệt độ. Đó. Nhiệt độ cũng thành. Ủa từ từ chết mẹ ơi. Từ nha, từ từ anh bắn ơi. Từ từ anh Khải. Alo alo anh Mẫn ơi, từ từ đánh nữa anh ơi. Ok anh em, bây giờ Khải giao dịch cái đồ boss qua cái con kia, bởi đỡ nó thả boss nè. Hồi nãy thì Chung cần là Duy nó thả 6 con trước rồi. Đây. Khải giao dịch qua con em là đời yêu, xong rồi đánh tiếp. Cho đứng rồi không cần đánh. Hôm nay chưa cần đánh nè. Rồi. Bài đặc biệt đâu. Đưa được bài đặc biệt qua trước. ai đây đợi tí nha ai có anh, sắp thủ anh giáo nghe rồi 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 ai có sắp thủ giáo cho em cái với. Út xanh. Anh còn tái à? À em phủ qua bên phượng tường thành đô đông đi nha. Đó, Thành đô đông giao dịch qua có nha anh một em. lễ phủ qua đi, có phủ qua 320 vạn để lầm thêm tiền rồi. được 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 con đem đọc chưa đánh rồi mà Khả đang cho đứng rồi, chưa đánh Khả đang giao dịch đồ bot qua này rồi này. Rồi quốc điên mạnh ơi, quốc mạnh này, quốc mạnh này. Rồi chuẩn bị bói đồ nha anh em. Hết rồi. Nãy giờ Khải ngừng anh em, Khải ngừng không có đánh. Về phần tường Nam đi em ơi. Phần tường Nam anh cũng có. Ok. Khải bắt bỏ cho này cho nó khỏi chặt rương này, Khải bói cho anh em xem. Ok chưa? Anh em thấy chưa? Cái này bắt 22 này Khải sẽ up ngược lại trên kênh nha anh em. Anh em nào mà chưa xem thì chưa xem cái trực tiếp hôm nay thì có thể xem lại buổi video Khải up lại trên kênh nha. Và cái này là bắt 22 rồi nha mọi người. Hôm trước bắt 21 thì cũng khá là vô bờ ấy. Này bắt 22 thì không biết ra gì đây. Thì anh em cứ chờ đợi hóng thử nha mọi em. Cùng theo dõi Khải thử nha. Hôm nay Khải sang đúng một rương rồi ấy. Cứ một rương là tầm 1 triệu anh em. Tầm này tốn luôn tiền vàng này nọ thì gần 1 triệu á. Con em ơi đứng hơi xa nha. Bút ở đó mà không trúng nha. Đứng xa xa xíu. Cảm giác nó bút bù không trúng rồi em. Rồi ok trúng rồi, tầm này trúng rồi. Anh em ai vừa đại về đi, về không muộn rồi anh em ơi. Cú tí rồi ta. Cú tí đấy, cái nhà thì ngon chút. Rồi, phụ hồi thổi vô đàm cho nó lẹ nè, đó. Rồi, đã thải thả mấy con nữa. Bó cần chết rồi. Gì đây? Một. Hai. Trời ơi, hai con hổ gì đây? Mọc dưới thổ. Ok man. Quýnh lên mặn thì đứng rồi. Mặn đứng kìa. Quýnh anh. Quýnh hai con kia nó chết đi. Anh coi lại anh sao nó đứng đứng xa quá, đứng sẵn xuống xíu đúng rồi, đánh đi. Đánh hai con thổ cho nó chết đi, hai con thổ nó trâu. Xong rồi em anh với em sát xuống xíu là quýnh chúng dữ rồi. Trúng hết đó mà, trúng hết đó mà. Rồi, bị bói hai con hồi thổ trước nè em ơi. Thổ chết này. Giờ chuyển kháng cả coi. Chuyển kháng cả coi. Cảm ơn Mẫn nha. Vào bờ là cũng mừng nha. Ừ, phải vào bờ mới vui được anh, cố lên. Mẫn cố lên, Mẫn ơi. Anh em mình cùng vào bờ nào. Anh em mình cùng vào bờ nào. Dây chuyền, có dây chuyền thổ nha. Hai dây chuyền thổ anh Mẫn ơi, không biết được gì đây. Đấy, nhặt tất cả gai tính sâu. Rồi, ok. Và tiếp tục. Ai chủ BT BT đi nào, nhanh nào. Anh BT đi, anh BT đi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Chuẩn bị có một con hơi thổ chất nữa này. Rồi nhiệt độ, nhiệt độ. Anh em đang xem cho một like anh em ơi. Thả tiếp một con nữa. Đâu nữa nhỉ? Ngay nữa nhỉ, đâu hết rồi nhỉ? Dây chuyền, ok. Hiện tại đỡ Khải giao dịch qua bên kia nữa nè mày. Đỡ cái này nó chặt rương. Chặt rương nhìn khó chịu lắm. Bỏ nó hơi. Chặt rương nhìn nó hơi bị thốn rồi nè. Bỏ cái bút tiền bạc. Ok. Con gà tới chưa? Chờ con gà nó cho tiền thì nó. Nãy lắm. Nãy giao dịch một nửa rương rồi. Hôm nay nửa rương nữa nè. 60 mà. Cái con gà nó đủ hả? Ở này máy khó, ok.
nhưng mà mò vào bên trên là không vào nhỉ. Dây chuyền kháng cả hai đầu chưa bói mà anh em, chưa bói mà anh em, chưa bói mà anh em. Rồi ok. Đấy, mấy cái này là mấy cái khó bên viễn anh em. Khó bên viễn thì tí nữa Khải sẽ ra bên kia Khải thả. Rồi, bây giờ Khải bắt đầu mới đánh đây. Nãy giờ anh em đọc Khải đứng nhìn thôi anh em ơi, chứ không có đánh, nó chỉ búp bùa thôi. Rồi quấn mạnh thôi. Đó, trưởng vô nó mới lên đam. Má cái góc này sao nó cảm giác búp bùa không trúng anh em. Anh Mẫn. Má tại mẹ tại bị dính góc mẹ dưới rồi. Còn ai nữa? Có dính không? Để em chạy lại coi, đậu xanh. Lên được 5k, 7k, 8k. Không dính rồi, đậu xanh góc này không dính boss rồi. Đợi tới anh em ơi. Còn một người nữa đâu rồi. Rồi. Tiếp lại coi. Tí lên trên, bước lên trên một tí. Ờ tí lên trên tí. Dính không? Đầu má con này không dính bùa đây, kẹp bùa đây. Đợi 10 phút. Nó lại lên trên tí anh em ơi. Dưới này không dính bùa được. Mau không qua thì vào. Bút bùa mà không được anh em. Nó bị dính rồi. Được hả, chạy vòng vòng coi. Phải bút bùa, dính bùa, ok dính cho ta. Một. À dính rồi đấy, dính rồi đấy. Dính rồi đấy, dính ok, dính rồi đấy. Dưới này nó bị lắc bùa quá nè mày. Góc dưới này hơi sâu. Dưới này hơi sâu. Rồi, đem đi. Chúng mày nhận tiếp con thổ này nè mày. Không bị con thổ chết nè. Đó, quay. Bao tay. Rồi, lên đam rồi, lên đam rồi. Nó bị lắc nè mày, bị lắc. Con người mưa chỗ này bị lắc. Hello anh em mới vô nha, anh Phát vô địch á. Ấn hẳn 2 like, trời ơi 1 like thôi anh em, 1 like thôi anh em. Hello Trung Tăng Hữu nha, hello anh em. Chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ nha anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nha. Để nhắn kim nó xài được. Đây Khải bùa, Khải đứng bùa cho Thúy Yên Đức Quốc thôi nè. Khải vừa bùa, Khải vừa nhặt đồ thôi. Đây, bói đồ này, bói đồ này. Phun đường đây. Đây, bói cho anh em xem. Nón, thổ không có gì. Thở lực cao sốt. Vũ khí khăn lôi 13 sốt. Bàn tay khăn lôi 11 sốt. 16 khăn băng sốt. Nón khăn lôi 13 sốt. Để thả tiếp rồi em thả tiếp bot. Em thả đó đây. Để em... Rồi chỗ đó được rồi, không sao đâu. Rồi tiếp tục anh em ơi. Khăn lôi 3 số. Đồ hay truyền thổ mà không có khăn cả số. Lâu số. Khăn lôi 15. Khăn lôi 15 không có gì số. Ôi đồ đó, gia truyền thổ mà không có khăn cả này mà hai gia truyền thổ tiết cơ luôn anh em ơi. Hai gia thổ luôn á. 15 20. 15 số. 4 20. Rồi ok. Vẫn chưa có gì nha anh em ơi. Chỉ được ít đồ gọi là giả tẩu thôi, cũng chưa có gì cả. Anh em đang xem ủng hộ Bát 22 này một like mình sẽ mạnh em ơi. Cố gắng ủng hộ Khả đi, Khả tiếp tục cứ làm cứ một bát một rương cho anh em xem. Hai con họ. Đem lấy ít tiền em mở ít để bài bot. Năm con này đi. Mở ra. Hơi chậm tí mà không sao, chạy được. Đánh kìa anh em, đánh kìa anh em. Con này nó khó bệnh viện nè, nó khó bệnh viện nó là Khải phải phải tự ra tự thả thôi. Nó khó bệnh viện rồi. Đem thả cái ba con này cao lên tí đi. Má góc dưới này khó đánh quá. Thôi nha. Quên tí là anh đưa cái nhẫn cho nhé, full nhé. Anh quên rồi. Nhà được chưa? Từ từ. Rồi, đứng im lại, đứng im lại. Rồi. Đánh tiếp rồi anh ơi. Nó đang đứng nó nhặt đồ này, có thằng đó đây em nhặt liền mà nó xem nhặt được. Túi gì mà nhặt anh? Túi gì mà nhặt anh? Túi gì mà nhặt anh? Đây, lấm hết đồ này nha. Cho nghe mi lên trên xíu ạ. Cái này được đúng không? Chỗ này đẹp đúng không? Ok. Vừa rồi Khải thả 7 con em, chỗ này 7 con luôn á. Đó, cái này bốc bùa cái gì? Bảo ra vẫn là một tỉnh, giật thì kinh chán nhỉ. Rồi bói anh em ơi. Trời vừa rồi chết hai con, hai cây vũ khí. Rồi chết hai con hai vũ khí. Nãy đấu bao nhiêu tiền nhỉ? Tí nhỉ. Khải muốn là cầm mạch chính nhặt đồ thử nó có sự may mắn gì không anh em. Rồi tiếp tục này. Nó một dòng. Trời ơi một dòng, đồ sao một dòng không vậy? What the hell, một dòng không anh Mẫn ơi.
đồ xanh thằng này phải 5 đồng không vậy? Không, này đường môn, không sao, mà sao nó nhập một vòng không ta? Phải rồi, 4 món toàn một vòng không anh? Mấy đồ hay quả thôi. À, hỏa một vòng à, phải rồi. Dạ là nãy cụ tí cũng đánh rồi, hôm qua hay là mới đây em? Đánh đi. Em đánh để ai đấy đi, em về rồi, em về. Wow. Thì hồi hỏa có một vòng thôi em ơi. Phải rồi. Ta làm. Để ta còn làm. Như vậy chàng. Vừa vào 38.5 vậy á, nặng dữ. Tính xong rồi. Không có tính nhà giờ như vậy. Khôi mau rồi. Ủa sao mít bùa nữa ta anh mắng, sao mít bùa nữa ta. Là vậy. Ok được rồi. Hello anh em mới vô luôn nha. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Lần này có hai con kim. Anh kim. Quái nó bùa vào mọi người dư vào bùa vào người con, người hai con. Đứng nhặt đồ thôi anh em. Đợi sẵn cái rương luôn, đợi sẵn cái rương thôi. Sẵn cái rương này bói thôi. Đó. Xem mấy mộng đẹp anh. Hello Lê Tấn nha. Hello Đặng. À con đem đọc tí nữa, Khải sẽ bói cho anh em xem. Có con đem đọc nhật phun rương đúng rồi. Rương đó Khải sẽ dành cuối cùng anh em. Rồi thả bói tiếp này. Kim. Rồi, bói này em ơi, gì đây? Trời ơi, hỏi tới một vòng luôn tí ơi. Chuẩn vậy ta. Ui, sao fit dữ ta. Mới 18. Trời, một bóng sát thương 16. 86% không có gì. Hello Thanh Bùi nha, hello Mập Thập nha. Hello Khanh Bùi, hello anh em nha. Hello tất cả anh em mới vô. Số. Đợt hổ toàn ra 5 vòng. Khắn hỏa 17, khắn lôi 15. Anh em nên kéo bớt kìa. Đồ, mới ở bình lại, mới bảo trì lại cái vẻ đồ không được ngon lắm anh em ơi. Nó không có như hôm trước nữa, ngập bỏ gia truyền thấy cùi lắm. Nhìn cùi lắm. Tí thấy hòa nhắn tin lên. Đồ rừng này mà không có gì nữa, chết luôn á. Cố lên em. Lên em ơi. Khánh Bùi, Khánh Bùi. Ừ thì Khánh Bùi mà. Không có dấu mà đúng không? Đó, nước ngoài người ta gọi là Khánh Bùi, Khánh Bùi. Đó. Lên bánh tàu à. Giờ ra đảo quá thiệt luôn em. Đồ cái gì mà cảm giác đồ từ một vòng luôn em ơi. Ôi chết, mày lớn nhấn lộn ao ạt rồi. Dính nạt. Dạ vô bê tơ lại anh bạn ơi. Nhiều à, nhiều à. Từ từ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chờ em vô anh ơi, đừng đánh nữa. Dính bậy. Nó bị đít đạn luôn. Anh ngừng ấy đừng đánh nữa, nó mất em nhặt không được á. Anh chụp phải cái ngừng ấy, đồ nó bị đít đạn luôn nè. Vãi nồi, đợi chút. Gì cũng đi thua rồi, nghiện nó vừa. Hai cây vũ khí, nó vô ạc rồi. Hút trà vào anh em gì cả. Mày chơi đít đạn luôn nè, vãi trướng chưa? Vô bà tơ anh ơi. Vô tơ cánh mắng. Đây. Vô nhanh nhặt đồ hết vô đây. Rồi ok. Từ người già tay chân người ta chậm. Đây, phải rồi nó bị rớt mạng nè, full đồ rồi, nó thả thêm nè. Người già hơi bụng rủng tới chân đúng không? Đặc biệt này. Xanh nè. Rồi ok, quốc tiếp anh ơi. 300 vạn, 500 vạn, 500 vạn, 500 vạn, 500 vạn kim, lệnh bảo quá. Nói chung là đi rất khoảng 3 kim. Thôi là giá tàu anh em. Được một dương đổ để làm giá tàu dần còn gì nữa. Ừ. Em lấy tích một dương nữa. Làm giá tàu dần. Rồi cái giá bùa thôi. Coi thì bói nào em ơi. Rồi nó bị ít ạ. Nhập cái miếng lại rồi.
Đây, cho anh em xem độ. Đây anh em ơi. Đủ tính ra thằng tí nói hay dữ ta. Toàn một dòng thôi anh em ơi. Hỏi tới một dòng không à. Quá nhiều. 520 số. Đây lưng, đây lưng này xì đa quá. Số, chuẩn bị đồ mới. Trời ơi, một cái bóng tóc 20 sát thương cái một anh mắng ơi, đủ gì nhỏ vậy? Violin, áo 500. Áo 540. Trời ơi, chật. Áo này mít luôn. Áo mít luôn. Ra thật. Bao tay 520, đủ ra được tóc 20 mà không có sát thương anh em, đủ nó bù lại cái sát thương 41 lúc bữa là đẹp luôn ấy. Trời ơi, cái sát thương thiệt cao. À, nhỏ gớm. Số. Trời anh em thấy cái bóng không? Nó fit lại rồi. Nhưng fit rồi. Sao ông đấy ông bảo thì anh em chuẩn bị săn lên bài bot vui lắm. Trời đủ săn. 20. Phải đánh đấu hỏi đúng không? Ai à nói vui lắm. Wow, em đang tài tốt đi. À toàn đồ rác không, chết rồi. Chết rồi. Hay ngưng. Hay ngưng ta, không ngưng được hết hạn. À. Trời ơi, toàn rác thôi. Đồ cái bóng này thì nhìn thấy đúng tù luôn nè. Anh em cùng xem qua, nói chung là nãy giờ Khải chưa nói anh em thì vẫn là sẽ may mắn 21 thôi anh em. Này. 5 6 5 5 set 21. Đó. Mà cảm giác nói chung là nó không có như hồi trước anh em ơi. Thấy ừ. Đồ kỳ ta. Đồ kỳ lắm. Đồ cái vậy? Trời toàn rác ông không bảo, luôn á nè. Ông bảo là anh em hay săn lệnh bề boss chuẩn bị có chuyện vui lắm đây. Nó cũng biết để một tháng nữa đổ nó bán vậy không chết rồi. Hai bên thua rồi. Hello anh em nha. Toàn rác không. Rồi đứng trường này chết đi. Coi mấy con này có hạng bao nhiêu rồi. 27 này. Ừ, rồi coi hạng nào không? Đủ. Mai thì các hôm nay. Chết quá. Bữa khác em, 3-4 ngày nữa thì được. 3-4 ngày. Ừ, cái gì mà toàn rác không vậy? Nửa rương rồi. Nói chung là lụm lại được thì kinh đỡ tốn. Tiếp tục này. 26 này. Kinh nó đang giao 3 kim. 26 này, 25 này. À ok. Nó đang giao bạn, nó đang giao bán 3 kim còn 2 kim. Được một cái nhẫn. Đủ mấy hôm dư anh em nhớ không? Anh em hôm nhớ cái bát 21 không anh em? Anh em nhớ bát 21 không? Là lệnh bài đặc biệt cái gì? Là full trang sức đúng không? Đúng rồi. Cái này đúng một cái nhẫn. Đó, em cứ nghĩ đi. Fit rồi. Đúng một cái nhẫn luôn anh em. Anh em có xem bát 21 vừa rồi khả xanh không? Cứ một con lệnh bài boss đặc biệt là nó rất bèo lắm là 7 đến 8 cái trang sức đúng không chưa? Đây anh em thấy chưa? Khải vừa nhặt đúng một cái nhẫn. Thì anh em thử sao đây, cả em không rõ luôn em, đúng không? Em không biết nhưng em đánh 6 con của Lý Quỳ đúng bán không? Cho 6 con đặc biệt của Lý Quỳ bán cho là em một dương. Ok, khá là anh em là nhận. Full một dương. Không. Anh em thấy không? Đúng là khai luôn anh Khải. Tôi thì mấy kim như bao nhiêu. Áo thì giờ nhung độc không phục hồi. Cả tiền vạn, tính cả tiền vạn là 6 kim hơn chứ nhiêu. Đấy là hồi nãy là shop này. Đúng nọ. Anh đánh trời một đại lưng kháng banh chúng đọc 40 đã này xe mang thấy không xì đa lắm đầu ra rồi đeo giá trị đâu có nhẫn này nè hình gì nãy giờ anh em xem không có gì coi này có nhẫn này gì đầu thôi á đầu xanh xem bánh 21 rồi bánh 2 anh em nghĩ đủ fit rồi tầm này fit rồi anh ruột đéo gì không đánh được rồi này to này không đánh được rồi tầm này banh sắt đánh càng banh sắt anh em. Không ổn rồi. Rồi tiếp tục này, cho anh em xem nữa coi. Thanh ý nhanh lệnh bài boss đặc biệt đại vương ơi. Đây tiếp tục này. Dây này, 3 dòng. Đấm cánh thì mày bắn cho anh Mẫn rồi. Quá tưởng này. Dầm cánh luôn mày mới này, đợi em tí nha. Đủ em vô lấy thêm một bọn bắn nữa. Gì mà mới gần 15-20 phút mà cảm giác chưa có đồ gì luôn. Đây cánh bộ nó không có nữa thôi anh em ơi. Thôi cứ đánh đi, em còn khoảng tầm 5-7 cá nữa, 5-7 cá nữa. Cái đậu xanh mà nó. Cái đít. Thôi từ anh em ơi, đậu xanh cho nó đứng đó đi. Má nó giết hết rồi, giết hết xe rồi. Mày đường hàng 63 mà chơi đậu như cái thằng trẻ trâu nè. Má mà chiến châu rồi. À, anh em đang bị giật ái xong cái cơ nó bóp phát chết.
Đây đủ bằng sách nhu tình đồ ra đồ sát hết luôn anh em, đủ xanh. Nói chung là đánh được, nhưng mà tại vì này đang bói đồ anh em, giờ đi mua máu rồi quất nó cũng được thôi. Nhưng mà đủ mất thời gian. Thằng lồn này tên gì đấy? Tới tao đánh thằng lồn nào, gì đây vậy? Tới tao đánh thằng lồn nào gì, cờ lon phá tao, đủ mày ai biết. Mày đánh quá. Nó tên gì đấy? Đủ mày, nó kêu tới nó đánh thì thằng nào phá nó, đủ mày, tao phá mày à. Bị ngáo. À tên gì vậy phải? Bạch Cúc Tinh anh. Ủa mày. Mày mày chế mày 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 cũng ít chế cho thôi. Cử tí ra đi bẻ solo nó. Chẳng nghe được mình không? Rồi ok, nó muốn phá nè. Nó kêu tao không biết thằng nào phá tao thì phá hết. Ok phá đi. Phá đi. Này này giống Quy 8 tuổi à? Châu. Đó, giờ đang đứng thì em phi chiến đấu sẵn luôn em ơi. Mày đứng hành đó, nó phi chiến đấu sẵn luôn cái gì? Thích. Rồi vô bơ tơ là quất cái mặn ơi. Cậu mẹ nó. Ê anh FF sát vô tường tí. Nó mất phi chiến đấu rồi, nó mất phi chiến đấu. Rồi đó, thả. Má trời kiểu. Đánh đi. Rồi đó làm phi chiến đấu bạn này. Đi sạch bot đeo yên. Chán gừng luôn. Đang cắn vừa cắn mẹ. Em đứng đó chờ nó phiên đó làm giật thôi, tại vì này nó đồ sát luôn em, nó bơ cái ba chẳng mấy. Đồ quấn chụp mẹ luôn. Cũng xếp nhu tình đồ cũng ngon mà chơi đồ chế châu quá. Chơi chế châu quá. Sao anh? Cắn đồ đi, cắn đồ. Ờ đợi em cắn đồ anh ơi. Chế châu quá. Thích lê đi đi. Mẹ hết lần tìm đi. Anh em mình 5 phút nữa xong, 7 phút nữa. Nó kêu thả nhiều vào đánh cho dễ. Đúng rồi, mày rảnh quá. Nói chuyện, tiếp chuyện làm gì mày nó. Ừ thì ấy anh đang nói chuyện sẵn sàng anh em mình nghe chứ. Nói chuyện với nó chứ em. Rảnh gì đúng rồi. Chó nó rảnh thằng đi phá, thích phá. Đại tiếp rồi. Đang chỉnh rồi, bóp tiếp. Để cho anh em động cứu sắc ạ. Mày chơi gì phá. Chết anh em. Rồi, dứt anh tiếp tục anh Mẫn ơi. Rồi, từ vô bê tơ đây. Ông Khải bình tĩnh thôi, thằng đấy đi mẹ member kênh ông thì mẹ láo làng đấy. Láo cái quần. Anh cánh mày mắn, anh cánh coi có thiên sơn cho anh. Anh đang lắc thì đã nhìn thấy gì, anh thấy mất ngôi sao trên đầu. Chưa có phối hợp tử. Rồi, phối tử rồi. Rồi, anh giao dịch thiên sơn này. Anh chết mới chết chứ không biết còn thiên sơn không. Còn anh còn bị quyền cái này mà cắn được. Ok, cắn được là có rồi. Cắn được là có rồi. Dạ rồi. Đợi tí nè, Duy đứng nó canh rồi nè. Nó chỉ cần bật đồ sắt rồi nó chết thôi. Tại vì là lại phải làm phơi chân đấu nữa nè. Phải làm phơi chân đấu nữa. Nó mà làm phơi chân đấu là Duy lụm thôi. Đủ ra đứng. Mình có làm gì nó đâu nè. Đủ sao. Tụi này đánh mi chưa vui thôi mình sắp mặt. Bùa lên. Rồi lên đam rồi, bùa lên rồi. Đây là cái hạt phiếu. Còn phải làm phiên đấu meme nha Duy. Quỷ đó meme ấy. Lọ, em làm rồi. Lọ cứ phiên chiến đấu này em đập luôn. Đúng rồi. Phiên đấu này em dứt luôn. Thả tiếp bot này. Mày có vài con thôi cũng phá. Có vài con thôi cũng phá. Đậu xanh. Nhiều khi phá vậy mà đồ. Rồi, phá đồ Sida không đẹp gì. cái dây chuyền khá tất cả 14 may mắn 8 mà khá lôi 19 của ông Chí là cũng là thằng Quý nó săn đêm bọn kia nó khóa ra à. Cái thằng gì hay đi thuyền nó khóa nhỉ, lưới trong tim à, lưới trong tim đồ lưới trong tim vẫn chơi à, lưới tim vẫn chơi à, bố mày đi á, ngày chắc nghỉ khi trận đấu nhá, nó bắt đầu khi trận đấu nhá. Ừ, nó phải trận đấu rồi. Em can đây. Bói này mời bói lên lưng dây lần này 40 sinh lực 1/19 không phải gì, 25 bóng này shop anh em ơi, nhìn hơi tiếc mà shop đây, cái vì cái này tiền em luôn shop mà chả đỡ làm gì, tóc 20 ai cầm shop mẹ đi nha. 30 bây giờ má sát thương 1 nữa mới đâu chứ, sát thương 1 nữa anh em, shop đi kèo chuẩn thế nhỉ, shop luôn, shop cho nó ra đồ mới nè.
Rồi anh em đang xem thì ủng hộ một like chia sẻ mạnh anh em ơi. Video này bắt 22 thì khả lên nhưng mà chắc là bị phá nên là không biết sao đây. Tiếp bot này, tiếp bot này. Rồi, bói tiếp anh em ơi. Đổi chiêu này, không bị đổi chiêu anh em. Khải coi thấy con làm bài đặc biệt không? Đó. Nói chung chắc là đánh hết rương luôn anh Mẫn ơi. Bây giờ đánh mới được 30 cái. Ờ, game canh đi. Bói tiếp anh em ơi. Đổi chiêu. Đây, lưng. Anh em nhận mà like kìa, anh em nhận mà like kìa. Anh xong rồi, cái em canh thôi, em đứng đó, em canh là được. Rồi. Đúng Khải. Ừ. Ừ, nó một cái một luôn anh. Đúng rồi, 10. Fit rồi. Nó ra Duy ơi. Ồ, ngọc bò phục hồi. Trời ơi, ngọc bò nghe gì. Ừ, em đâm nó hai cái. Trời ơi, cái này sát thương 16 không có tốc độ anh em. Đồ, nhỏ dữ. Ừ, chán đời. Chung fit rồi. Đứng nhập bòi này. Nhập bòi này chắc cho xe thiếu lầm mang đi chành bãi thì chả làm gì. Được nhập bòi phục hồi thể lực ha, phục hồi nội lực 2 điểm. Sức lực lực 7x nè. Xe mang. Không đi đâu được. Không đi đâu được. Ừ. Nó ra dưới bên phải. Bên phải này, đúng rồi. Tí ta dịch cùng cái này là tí. Đâu nữa. Làm phiên đấu lên mà anh phát, phiên đấu lên thằng đá nó đổ sát á. Có anh khi tiến đấu rồi. Ờ, đó, thằng bạch cúc tình đấy. Mày đánh mày luôn này, đánh mày mày chạy đi. Con chó này không chạy tao làm con mày luôn. Anh đổ sát nó luôn anh, đổ ném độc đổ sát đâu bơ ca nào sợ. Gần chết. Trứng như F9. Ừ, đâu dành ngon được rồi. Nổ ra. Em cứu. Nó này nó bơ cái 3, bơ cái 4 rồi đó á. Nổ rồi, mất mớ kinh nghiệm ấy. Lao nhau. Hạng không biết nhưng mà thấy phát anh bùa bắt em xuống em đam độc cái thế là bung một đống máu luôn. Hạng 63 mà, nó hạng 63 mà. Tiếp tục này anh em ơi, mở thêm này. Nó hạng 43 cũng tính tiền. Ừ, 43 là mất mớ tiền ấy. Mất mớ kinh nghiệm ấy. Ừ. Đây làm gì? Phán người ta. Phán người ta bụp thôi. À, hôm nay xanh mà có anh em bảo cơ là thấy nó tự tin hẳn luôn anh Mẫn. Thoải mái đi. Thoải mái. Nhặt đồ. Một cái nón đồ gì, một con boss. Wow, 3 gia truyền, 1 ngọc bội. Được. Biết cái chuyện gì đây? Cầm 3 con tiên ghé. Ừ, nó bung VK rồi, nó bung VK 3 hay 4 gì đó nè em ơi. Trời chắc mất cả triệu. Chắc mất cả trăm triệu ấy, bơ cái ba mất cả trăm triệu ấy. Tầm nói hạng 63 nữa chứ. Hạng khá là cao ấy. Không biết đâu. Trời ơi, gì một cái nón ơi. Thằng ấy mình thằng ấy như chưa lên 120 ấy. Tí rồi. 63 rồi mà, 120 rồi ấy. Chưa 120. Chưa nè. Nó có thì lúc nó đã thằng này sao. Chắc nó bị lag à. À chắc là hạng bị lag, hạng bị lag. Rồi bói này em ơi. Đó, bó này đồ nhiều quá, bó nhanh. Đây lưng, 4 dòng, đồng tính ra đồ nó không đẹp như lần trước. À, áo phục hồi 40, chống 40 dòng 1 kháng họ 9 được ấy. Áo này được. Áo này đẹp. Áo này sẽ đồng bằng đẹp ấy, 6 dòng đẹp đấy. Vũ khí, đồ, 15-20, 6 dòng mà như quần què vậy. 15-20, 6 dòng, sốt. 10, trời ơi, kháng họ 7. Chống 30 năm sinh lực à, mấy cái đồ này sinh lực lực thấp quá. Nó lên 120. Rồi. Bình. Gia truyền thổ này, giờ bắt đầu đến gia truyền thổ này. Mở tiếp này. Không kháng cả. Trời ơi, đủ 3 gia truyền thổ không có kháng cả luôn em. Nhỏ chưa? 3 giây rồi ấy. À, nó ra này mày, con nó phi chiến đấu chưa? Đéo dám phi chiến đấu, nó có phi chiến đấu đâu. Rồi, thùng rác thôi. Được 2 món thủy rồi nè mày, được 2 món thủy. Em thích lên TV. Được 2 món thủy. Để lái thêm tiền, bước cho xe hả? Lái cho tiền bước cho xe hả? Ôi, một gia truyền nữa.
muốn cho hết luôn em ơi, cả đỉnh bờ sâu đánh thôi, đánh mẹ cả rương luôn đi, chứ đánh lấy nhắc nhắc buồn lắm. Rồi còn khoảng hơn 25 cái này em ơi, 25 cái tìm cho chìm không có. Hello Nguyễn Võ, hello Vũ Hiên nha, hello anh em. Đúng rồi, có anh em như thế này không có gì cũng vui nè. Rồi đã phải thả tiếp rồi đó, té bờ cao đuối liền điếng liền anh em đó. Còn đéo dám làm video đấu lại nữa, làm sợ tao thích phá. À, anh hỏi nó mày mày muốn đánh lên bài boss không? Thế mày muốn bọn ta phá không? Cái con thứ lắm của em sao anh không thấy nó quay quá vậy? Không ai phá nó phá mình nè, anh em thấy không? Vô lý. Phá hộ. Vô lý quá, vô lý. Em quá trên đường đi. Ơi, bỏ đồ này em ơi, đồ nhiều. Hai cái vũ khí. Áo thổ. Một dòng, ôi hỏi tới một dòng thôi. Đại lưng cũng được. Làm chậm 20, nó nhìn thám dữ ta. Sát thương 11. Rồi, mang quá thám. Đi mà xong diện vật đúng khi mà đồ, gia truyền không kháng cả. Tiếp tục, Kim. Cái phi phạm em. Kim. Ôi, đánh 5-10 phút rồi đánh nhầm. Kim. Đâu 6-7 cho chiền hờ Kim không có một cái gì luôn. Quá nhỏ luôn, vãi cả cức. Nè cho chiền này em kháng không băng đồ ấy gì em không kháng cả. Sốc luôn. Sổ băng đen mẹ thằng này đi nhạc. Không băng 19 lôi sát 57 sốc. Ok, được thêm cái áo. Được thêm cái áo. Số đen, nhắm lộ. Số đen là nhắm. Nhắm. Phụ mày ngầu đánh boss mà cứ nhảm. Ngồi dạng ngồi ám. Ừ, cứ dạng ngồi ám á em. Đủ xanh. Nó kêu là nó đang sang boss, thành clone rồi ra phá nó, rồi giờ nó đi phá mình. Ok, phá đi, phá được phá. Đéo ra làm video đâu, bạn đi phá làm video đi. Ra thì cũng đổ sát luôn, ép khí làm gì á. Một cây kết, được một cây kết nha anh em. Một cây kết nha. Rồi thả tiếp anh em ơi. Con hầm mọc cũng gần chết rồi. Còn khoảng hơn 15 cái thôi nè. Đó. Một cây vũ khí nữa. Tiếp tục. Đai này nấy bói rồi. Áo 20 thông pháp. Làm chậm phục hồi 20. 16 thông pháp. Trời cái kiếm không có gì luôn. Đồ, họ đúng một dòng anh em ơi. Họ cứ một dòng không à. Khăn lôi 19 cây kiếm trộn nó dòng 20 triệu luôn rồi. Hello Sĩ Nghiễn nha. Ôi, Robert vô bờ được một đai làm chậm 40. Đậu xanh cho xe mang rồi. Tầm này mấy cái đo, cái đai này không bao nhiêu nè. Nem nhâm xu một kim, tại vì số lượng lực nó không được cao. Lực nó được cao, tầm nem nhâm xu một kim. Rồi tiếp tục. Còn thở còn gỡ nè em, đủ 30 chứ phải là Tết. Câu hay cậu Khải hay nói. Còn thở còn gỡ. Anh Phát coi thử anh Thiên Sơn được chưa anh ơi. Anh Thiên Sơn được chưa. Kết đi. Em nghĩ được rồi. Còn à. Boss tiếp này, thả tiếp này. Thả tiếp này. Ok. Còn khoảng 8 cái nữa nè em ơi. Lần này cũng ra là một ra đi một rương. Đi rồi nha, anh Phát ơi, nó đứng ở góc kia là này. Chuẩn bị đi, chuẩn bị vô bếp đi. Em vừa túm nó được. Ồ, lần này nhắn nhiều nha, Nhắn với chuyền nhiều nha. Thì nó vào. Áo! Chạy. Láo lình. Lại bung bơ ca hay lắm anh Mận ơi.
Đồ quá, cái nón phòng thủ 5, xấu dông. Sinh lực và lực chón 20, thân pháp 2, 20 luôn, vãi lên. Má cái này 125 là vô tiền luôn rồi. Má bung 2 phát rồi. 130. Khổ vừa là 120. Đẩy xe mang vậy. Nhắn. Đậu nhắn một dòng. Nhắn. Đâu nhắn 530. Má tưởng 40 vô một khúc rồi. Tụi đang lưng rồi. Mè. Này anh em coi trên bang này. Rồi chuẩn bị nhặt đồ tiếp này mày. Thả tiếp này. Ôi đủ xanh hết tiền rồi. Khoảng 8 cái. 8 cái thì khoảng 160 vạn nữa nè mày. Hết rồi. Hết lần bài boss rồi. Gần hết rồi. Ừ té 2 lần vừa ca. Hello anh em nha. Hello Nghiên Võ nha. Anh em mới vô ủng hộ Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nè mày. Rồi thả tiếp. Cây đội cây lém chồng. Dây quất nó 2 phát nha mấy. Mà nó đồ sắp ngày mười em phải bỏ chạy luôn á. Chạy ra ngoài rồi đấy. Dạ đi VK thì mua được mấy nghìn máu. Rồi tiếp tục. Còn khoảng 6-7 con thôi. Cố lên. Vào đó, mày vào đó. Tiếp tục này. Má cái nón này nè mày. Ngọc bội. Trời ơi, sinh lực, nỗ lực. Xấu dòng, 5 dòng không có gì hết. Đủ. Má sinh lực cao gốm không. 139. Cái này để làm gia tảo được ấy. Ừ, có anh em như vậy là vui mà. Canh chứ anh em. Đồ cái này gia tảo thì thùng rác thôi. Đây, đó. Khải vứt ít đồ. Chạy, sách dép, lau lè 3 lần. Mà thằng này đi chơi gì còn một bình máu à. Té VK đồ xanh vui vãi. 3 phát rồi. Thôi, nó hết VK rồi đấy, nó hết VK rồi đấy. Thế thì đánh ra bằng chết. Tiếp tục anh em ơi. Tay này yếu mà cứ đòi đu. Đủ gia truyền 15-40 không kháng cả. Buồn dữ ta. Thêm dòng kháng cả thay dòng sinh lực đi đẹp lời. Má cái gia truyền. Áo 40-40. Má nhỏ thiệt chứ. Áo này đẹp lắm này anh. Rồi áo này xin đa nhầm. Đây có giá truyền này. Đồ. Thay dòng sinh lực cho em thêm kháng cả 15 thử có đẹp không. Vô bờ đẹp vài kim liền. Không vô ở đây cái sinh lực à. Chốt. Áo này. Chốt luôn. Nó ngoài đầu kia rồi. Em đợi đâu đấy. Anh đợi đâu này. Ok. Đây buồn. Có anh em xử rồi anh em. Vào đây xuống ngựa đi, nó vào trong à, nó vào trong rồi, bắt đây. Nó chạy, nó kéo em đứng lại đánh. nó chạy, anh chạy sau lưng rồi, Hải vãi đáy, đổ dần. Đó. Ờ nó người là nó có rồi. Nó xuống đam thì là nó chết. Kỳ thế nhận chưa bị gì. Mà để thuyền ra và nó chọn cấp chốn vì giá sơn chi chạy. Mày dưới chạy dàn dàn gì? Dạ. Mày dưới chạy dàn dàn vậy? Đâu nó đứng xuống nó đam đi tránh con thí yên. Sao có này này. Mình xuống mình nó mà cứ đứng lại thì mình trưởng ai cả. Dính là nó chết này. Mười. Thầy Khải bước mấy cái đồ qua kia anh em ơi. Lỗ VK liên tục. Ok, lật. Tòa đồ xì đà quá. Rồi, tiếp tục bói này. Cái gì đánh người ta mà chạy như con này mà cứ rình rập lấn đéo mình này. Kéo lon vô cao VK 10. À, có cái lon anh em nào rảnh kéo vực lon cho cao VK 10 lắm mà không có đâu anh em. Nó canh nó quýnh con game 10 dưới con em động mấy con em boss không à.
mà hiện tại đang cắn mấy bánh nó phí nè, đang cắn mấy bánh nó phí nè, bị chết là mất một lần 100 mấy chuông mấy bánh á, nó mất thời gian. Con Ngami anh, tao con Ngami anh làm chiến đấu làm gì? Đừng nằm động bùa em, không bùa sao đánh. Ừ. Không bùa đánh chết tới ngày mai. Mày. Đầu một cây độc sắp 35 không tốc độ đánh. À, nhỏ nha. Khách gì? Sông đao, sông đao, sông đao. Ông Đạt là gì đây? Khách của Khả. Donate gì một kim gì à? Quá nhìn. Bạn tươi còn cái nịt rồi. À, Đặng Duy, à, donate gì một lệ kim kìa. Ai donate đâu nè, hello hơi nghiến nha bạn ơi. Má tầm này đánh. Xin là bài boss mà nó phá quá nè mày. Có dám xuống ngựa đâu. Xin là bài boss mà nó phá quá. Anh ấy nhìn thấy chưa? Nó chỉ dám chạy qua chứ nó dám xuống đao anh mến đâu. Còn có ba con cuối rồi mày. Vừa đánh vừa canh rồi khổ quá. Xuống gì? Còn ba con cuối rồi. Chẻ cái đầu nó chứ. Vừa nó xuống hay nó vừa bước xuống ngựa gì phạt phát chết chết nổ. Còn có ba con cuối à, một rương đó nè. Đủ xanh một rương mà gì mà vừa đánh mà vừa bị bơ ca nó phá tè lè ông bí luôn nè. Tàu vô hình qua nó gần đang té, muốn xỉu vô nhồi máu như đó, cho. Cái lúc em đang đứng ở trên tá tổng, ba lông bụi dâm ấy. Em vừa thấy em bùa cái, thế này em nhảy xuống em đam một cái như là nó vụng nguồn lên. Hai con hỏ và một con cuối cùng. Thả con cuối cùng rồi em ơi. Bắt này bắt 52 mà nó thiệt em đủ xanh một rương mà không có gì luôn. Vãi cực. Fit mà là fit 100%. Fit 100% mạnh luôn á. Lần này bắt fit luôn. Cái số nguyên nó đen rồi. Mà đến mà đánh là fit liền, cứ phải đến mà đánh là fit. Nó vãi cực. Trước đây xanh cho phát đi xanh cho đấy đây. Sáng xanh cho đồ ngon lành luôn đấy. À. Mới fit, mới chơi lại quá. Mới fit, mới fit. Số ông này ông tần ấy, có bao giờ đỏ ông và ông tự dưng ông nói đi câu đi cả. Anh em đam mê lệnh bài boss số chuẩn bị có bất ngờ vui lắm. Thông pháp 20 đỏ nhé. Áo này nãy rồi. Xong rồi nghe câu đấy tưởng nó tăng đi mẹ. Antatala rào mua lệnh bài boss quá trời. Trời ơi toàn còn cái nịt em ơi. Đủ xanh còn cái nịt không à. Không có gì luôn anh. Được cái áo xấu dòng đẹp đẹp này. Áo này đẹp này. Áo này đẹp này. Má cái họ 19 nữa đẹp luôn nè. Trời ơi. Ơi. Ê. À. À à à có hàng có hàng có hàng. Có hàng đồ xanh đẹp thiên mang luôn. Nhận 540 nội lực 129 sinh lực độ 18 đồ xanh. Thì anh đi vòng 2 được mà cái này đến bán chứ đi chi đâu. Được, ngon lành rồi, được. Được, được, được. Có tiền, có tiền. À, à, à. Hết chưa, hết chưa, hết chưa. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Đúng phút cuối phọt ra một cái à? Rồi, được, một cái. Còn bên em đọc chưa bói nữa, đợi tới còn gì nữa không? Còn gì, còn cái nịt gì không? Đủ, tôi xốp rác này. Rác này, bán lương này bán. Đẹp đấy. Những này bán được ấy, được. Nhiệt ngon mà. Nội lực 129. Là ông ngáo là gọi là ai vậy? Là anh Khoai á. À, đường môn cần, đường môn mua đi. Anh mua đi. Một. Đúng rồi, đường môn cần nhiệm vụ này mua đi. Bán rẻ cho xài. Châu Nhật Phát đang cần dòng 1 à. Không, đường môn cần hơn, đường môn cần nội lực hơn. Lâm độc anh Phát anh cũng cần. À, anh em đọc Phát. Phát đâu, Phát mua không? Ra giá nổ luôn, giao dịch tại livestream hôm nay luôn cho nó chắc nó nóng này. nhiều. Em nói thiệt nha, em nói thiệt giá nha. Cái này á, hiện tại bây giờ ở ngoài đường á, nó rao những cái nhẫn như 10 kim mà rất là bình thường đúng không? Em bán anh 7 kim, giao dịch nhanh, khỏi nói nhiều. Giao dịch nhanh, thiệt rẹt, 7 kim, lấy vốn. Được thì lấy luôn, được chưa? 7 kim thôi. Đấy, nhanh gọn. Còn không thì cứ để em rao hoặc là em đem xài thôi. Đấy. 7 kim. Khải cho xin số tài khoản đi còn gì. Nhanh gọn, em thiệt. 7 kim nhanh gọn. Chết giùm cái Vietcombank nha anh. Đâu rồi, đây. Em ơi, lát cái điện thoại đó. Đó, nói chung là được rồi, mình sang hết một rương. Một rương mà tính là xấu cái gì. À, quên nhớ nãy anh Mẫn chưa sang mà giao dịch này đem thả vài cái nữa anh Mẫn. Ừ, anh còn đây đây, đem em mấy cái đi để chặt rương làm gì. Có một cái cất thông hành lệnh ở trong vuông với thành kia chiến đấu chứ còn nó để thông hành lệnh trên kia của bài tôi đây đây giao cho tiền anh ơi. Đúng rồi. Còn 5 cái nữa em ơi. Đỡ ngáo giao thư ra thả cái 5 cái giao dịch đồ sát nhưng mà đồ sát
Về bơ, tôi nhắn là được 7 kim là được nửa tiền đó anh em. 5 cá đúng không? Thu 5 cá đúng không? 5 cá 150. 1 kim 70.000 nha hiệp đấu ơi. Anh em bán 5 kim cho người ta được rồi, không có sức lực mà. Đâu nhắn này tầm này là nó ra mười mấy kim anh em. 10 kim, 11, 12 kim á, khả bán ban 7 kim mà được rồi. Chết vì công ban Minh Nguyễn. Ok ok. Được cái lượng đấy. 17. Cái này đường môn là ngon, ngon hơn đếm đọc. Vòng 1 này. Cái này đường môn. Cái này mà gì mà cái phần sinh lực á thì gió đang. Còn cái này mà gì sinh lực là gió đang dây xài là ấy gì. Đường môn nó cũng thèm nội lực, nó cũng ngon. À. Đường hơn là ngũ độc, đường ngũ độc. À, ấy gì đấy. Ok ok, Duy ơi, Duy ơi, Duy ơi. Giao dịch em ơi, có người donate em 1 kim. Đây đứng im đấy, đứng im đấy. Anh giao dịch luôn. Đó thấy không? Duy đứng chơi xíu đừng kim nữa chưa? Đó, ok ok, cảm ơn nha. Cảm ơn anh em nào vừa donate Duy 1 kim nha. Ai tặng em 1 kim anh. Có vẻ như là hệ anh hiệp đổ thì phải đúng không? Anh hiệp đổ rồi. Anh Mẫn hôm nay lại thích lên sóng truyền hình nè. Ừ. Đây anh Mẫn ra, anh Mẫn kiếm dốc dưới thả anh em con ra luôn đi anh. Bên luôn cho anh nha. Dưới giao dịch em ơi. Đâu rồi? Vâng giao dịch lên. Đó. Gửi lại cảm ơn của em đến anh ý nha. Ok. Em không biết chơi giả lầm hả? Ok em ok em. Anh em đang xem cho một like mạnh anh em. Còn 5 cái cuối cùng của anh Mẫn này. Khả đưa tiền rồi. Giờ dứt thôi. Bảo gửi lời em cảm ơn nhá. Ok. Đó em nói là anh em nghe mà. Rồi tiếp tục. Thả đi anh này. Em chuyển con nghe mi. Chưa, sát cái tường vào chứ, đủ. Gì vậy? Gì anh Mẫn? Sát cái tường vô. Minh Nguyễn à? Vâng, cảm ơn anh Minh Nguyễn lại. Ông giáo sư Mẫn lại lấy ạc này xong lại bây giờ tí lại vào lại làm quy trận đấu để đánh như. Đấy đúng không? Được chưa ta? Sát vô, sát tường vô, sát tường vô. Dưới này mà. Chỗ nghe mi em này, chỗ nghe mi em ấy. Ủa nghe phúc cắn cắn gì đó. Chỗ nghe mi này. Thả đấy chứ. Chỗ nghe mi sát tường chỗ nghe mi ấy. Rồi còn đem con cuối này em ơi. Xin lọc gì nè Jim Su. Ok Minh Nguyễn, ok Minh Nguyễn ơi. Minh Nguyễn donate cho Duy, ok. Rồi vô đây. Rồi sát tường chưa. Gài khải còn vài cái này bói hết luôn em ơi. Cho nên em thấy không. Đồ xanh một rương làm bài boss tốn mười mấy kim em. Được làm được một cái nhẫn là chỉ còn cái nịt thôi đấy. Rồi 24. Đẹp đẹp. Quá đẹp. Đây. Ủa anh thẳng chưa thả anh Mẫn. Đúng là già lắm cảm thì. Ok, nem con cuối cùng rồi mày. Ông Lý Tuấn ở đâu ông nó mò ra cả like. Rồi được cái giày nữa nè, giày đẹp này. Tóc 38. Kháng hỏa 24. Chốn 30. Dương này cũng ổn. Rương này cũng bán cũng được thu lại 12 kim là hòa vốn, nói chung là rương này cũng hòa vốn á. Cái nhẫn cho mày bèo 7-8 kim. 7-8 kim đây. Giày cũng đẹp. Vậy cũng được. Ờ, vô bê tơ này, vô bê tơ này. Đứng im. Rồi. Nhận với áo uổng quá, nhận sinh lực 10x nữa lầm. Đúng rồi, đúng cái đó sinh lực 10x nữa lầm, đây sinh lực 20 thôi. Nói chung 20 thì chỉ thiên về đường môn với những phái nào cần nội lực thôi nè. Thí Yên, đó, như Khải này nó sẽ cần nội lực. Đúng rồi, gì đâu. Đâu anh, em bỏ nhẫn này ra chứ em dư hai nhẫn mà. Nhẫn này bèo bán được 4 năm kim, 4 kim. Cuối đời gặp lựu. Nhưng mà ông đi cái nhẫn kia là ông ấy có nội lực cao. Nhưng mà dòng 1 bán thì bán cái dòng 1 đi cũng được, dùng cái dòng 2. Dùng dòng 2 đúng rồi, bán dòng 1 dùng cái 2 cũng được. Đi mình đi hai món mộc. Đi hai món mộc mà. Để cho anh em, những anh em cần dòng 1 để cho anh em trong bang. Chớ nhận dòng 1 là nó mắc hơn dòng 2 nha, khẳng định anh em nha. Giá mà bán. Dòng 1 là nó mắc hơn dòng 2 ấy. Rồi tiếp tục anh em ơi, mua tiếp nè. Năm con cuối cùng nha, năm con cuối cùng nè. Gì đây? Trời ơi, hỏa một dòng. Nón kháng hỏa 17 chả cái gì. Số. Đây lưng này lúc nãy nè, vũ khí số. Đó. Cái đó cái con cuối cùng đúng không anh? Đủ xanh. Khoai làm gì đúng kim em tốt hai em quá. Đây đôi giày anh em, đôi giày đây bán nhanh trên live 2 kim nhanh gọn. Thảo Dương ơi, đôi giày 2 kim bán nhanh trên live luôn, nhanh gọn nói thiệt luôn. Hôm nay không có gì. Có thù vẫn chắc
anh em như vậy còn một người vẫn chơi. Đúng rồi anh Vũ Huyên ơi, ừ, cuối cùng rồi. Sao em không không nhận trong hai của anh hôm trước, hôm trước chung những này là thứ anh cần á, nhưng điều gì nói để nhường anh em, anh xài anh việc gì phải bán mà anh đi dòng nào cũng được, anh cần gì phải bán, anh xài đồ, anh là thích xài đồ đẹp thôi. Số số kim lấy kinh nghiệm anh em, đồ thường chầm chầm đậu xanh rồi xong nhắn này anh cuốn luôn rồi. Cuốn bao nhiêu nhắn, trong hai bao nhiêu ấy, nhắn nói nhiều mấy kim, năm kim không, bốn kim không, nhắn dòng một dòng hai có ba kim, nhắn kim rưỡi, nhắn này kim rưỡi không không sinh được nội lực, nhắn nhắn cuốn thành cuốn này kim rưỡi vậy, đủ đói đói nhắn được không, được ấy, ai cái được cái chì này nè. Cái này đủ sát thương chăm chăm phải lên. Đúng rồi, sau này ăn ban xài nè. Nói chung là Khải có người đẹp đồ 6 dòng rồi, Khải có người đẹp đồ 6 dòng rồi, không biết ông cần thì ông lụm thôi. Ông võ đang ông antenna ông đẹp đồ 6 dòng rồi nè, được hai món 6 dòng này, biết ông mua không, inbox mà khoe ông ấy rồi. Chung là hôm nay săn cũng ổn lắm rồi, hôm trước săn ngon hơn rồi này. Đây được Khải tiếp tục còn nem độc này, nem độc còn ít đôi này, nãy một rương nem độc chưa bói nha, rương nem độc này chưa bói này. Tiếp tục này, đó, nãy giờ đỡ danh ủ, 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 ủ. Ngoài đánh 30k điểm, nó ghê à. Ủ này anh em, nãy giờ ủ này. Đây, nãy giờ ủ này anh em ơi, tiếp tục này. Tiếp tục này. Cái con này của em hay. Áo này, cái này tiếp tục cái rương bên em đọc lúc đầu, Khải chưa bói cho anh em. Đủ mày, đã mất tiêu rồi. Đây, 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 đây. Còn ít số trang sức này, gì đây. Số này. À, con này đang phi dụng đó của tự anh em ơi. Đi thành khác. Không, rồi, vậy xong rồi. Nãy là anh Khải gần giữa tay đứa, thức rồi mà anh giật tay lại. Ừ. Cụ Hiện Ninh cũng giật tay lại đó. Rồi, bói này. Anh sang một rương mà anh thức sang 10 con, mười mấy con anh thua gì, không xui mà. Khoai cũng móng mua cái nhân cái gì. Đâu? À, cái kiếm này em ơi. Kiếm này. Đó. Coi kiếm này. Khoai mà dùng gì để cho 6 kim. Đường môn cần mà, chắc chắn cái đường môn cần nhìn đó là phải đẹp rồi. Anh em, em ở dưới không có tóc không em? Đủ mấy cái kiếm không? À, sắp thường là mốt, không có tóc. Được, nói chung là tầm 6 kim là được. Đồng này. Đường môn quận xét cần hơn. 19. Đường môn cần hơn đúng rồi. Cần hơn, cái lỗi lực nó ngon quá. Thẳng cái lỗi lực nó ngon quá. Đủ áo kháng lôi 26, rộng lượng không có phục hồi. Nhận. Đầy lưng. Anh đây. Anh em nào đang đi trên nào? Tí nào rồi. Không, anh bên nào? Em ở dưới, em ở dưới. Nhận 530. Ôi, à, được một cái đai làm chậm 40 nữa. À, cái đai này thấy rồi. Đai này không em thua. Đai được ít đồ này. Anh ở trên dưới. Đã chốc đồ anh em xem này. Đã khải qua Tương Dương Đông. Trùng rồi, em ở trên mà. Đó rồi, Tương Dương Tây. Mất tích ở trên mà. Đây, Khải sẽ giao dịch qua một ít đồ. Và chốc đồ cho anh em xem nha. Hai mạng. Nhắn này không thua. Ở đâu? Nhắn này được này. Mộ. Đây lưng xấu dòng này. Em ở dưới. Nón xấu dòng mà Sida quá, này cũng bán được rồi. Thì đây ra 3 giờ đi. À, thằng Ami đang giữ em ở cửa nhà em, thằng Ami. Ok. 3 giờ nhà em đi ạ. Ừ. Đây chốc đồ này anh em ơi, chốc đồ anh em xem này. À, một rương lên bài boss thì Được Khải tính nhẹ nhẹ thì tầm này bao nhiêu kim ta? Nó cũng tầm 60 xu một cái thôi. Nhân cho 60 đấy. Khoảng 5 kim. Chủ yếu tốn thêm vạn là nhiều nè, 5 kim. Nhân 65 nhân cho 30 vạn. Hết còn 10 kim. À, hôm nay là cũng vô bờ ấy, hôm nay cũng dặn vô bờ anh em. Hết 11 kim, tính luôn tiền bạc này, tổng thất hôm nay ở video hôm nay là tốn hết 11 kim. Đó, 11 kim nha. Uống đâu không uống một bình nào luôn. Tốn hết 11 kim và thu lại này, cho anh em xem nhẹ nha. Đôi giày này á thì bèo lắm cũng được 1 kim rưỡi đến 2 kim này. Đó, bảo đảm anh em luôn, đôi giày này xấu dòng, 38 đẹp luôn. Bảo đảm được 1 kim rưỡi đến 2 kim. Nếu mà đôi giày này 40 nha, Khải khẳng định với anh em luôn, đôi giày này nếu mà tóc cái chón 40 á, nó phải nằm giá tiền triệu anh em, ít nhất phải 15 20 kim. Bảo đảm 100% luôn. Đôi giày đây. Mấy thằng Nam Độc nó đang giết em này. Nếu mà chón 40.
Đó, thì bảo đảm đôi giày này phải giá cho 1 triệu là cái chất bảo đảm này em luôn. Server không có đôi giày nào mà gọi là mắt pin như thế này mà chống 40 nha. Hiện tại Khả chống 30 là hơi phèn, hơi canh thôi, chứ còn nếu cái này 40 trời ơi, vô tiền luôn. À. Ừ, cái này mà 40 vô một khúc luôn á. Rồi cái áo này, áo đẹp này mà kháng hỏa lại có 9 thôi, quá nhỏ là đi ngược lại mất kháng hỏa nè. Áo này thì bèo bèo cũng được, nếu mà bán thì chắc được 1 kim đến 2 kim, khoảng 1-2 kim. Đôi giày này cũng tầm 1-2 có thử 3 kim. Cái này thì shop thôi, cái này đỡ cho đẹp thì chả có gì. Cái này thì cái nón này không làm gì cả, shop. Cái nón này thì tầm này cũng không ai xài rồi, đỡ chân cho đẹp thôi. Đây lưng, đây lưng 540, đây lưng 540 này khoảng tầm 500 xu đến 1 kim. 500 xu 1 kim. Mấy thằng em này, giúp toàn đồ cho chúng. Đây lưng này vứt kháng binh, dân đọc 40 vứt. Nhảy chỗ cao nhé. Xe ma, rồi đây lưng này chắc cũng vứt. 5 xu dầm, dây ơi, coi đây lưng này. Mà toàn đồ thủy 5 xu dầm rồi nha. 15-30 à, nhìn không có sinh lực, hơi phèn, kháng hỏa gặp 7 thì quá. 40 thì được. Nhẫn, đây nhẫn này chắc cũng được 200 xu. Kháng hỏa 19, sinh lực 86, 200 xu, 30 xu. Ngon. Ừ. Nhẫn này chắc được không, nói chung nhẫn 30 này chắc không ai xài, thảm quá. Thì nhẫn 19 ý cũng phải được tầm 35 xu. Ừ, 35 xu, nói chung tầm đó. Nhẫn còn nhẫn 530 này vứt. Cái gì vậy? Bán gì 2 kim không? Ok. Từ gã, đợi Khải hỏi ông antenna đã. Đầu antenna đẹp hàng, từ gã. À, ngọc bội này, nhẫn này mới ngon này. Chung là trong cái set đồ là cái nhẫn này bèo lắm cũng được từ 8 đến 10 kim. Nếu mà thực sự rau đang ngồi là bán được 8 đến 10 kim. Tại vì mình không có cần, tại vì là thiệt tình là Khải muốn xài cái nhẫn này luôn em. Đồ nhìn nhẫn này là thấy nhìn thấy bao đẹp luôn em. Đây. Cái này không cần nè. Cái này kháng hỏa 17 không sai. Hơi 15 không sai. Cái này bước cho xe này. Đó. Còn cái này 25 kháng lồi 50 vạn. Không tới 100 xu. Rồi nói chung là chốt cái bèo đôi giày 2 đến 3 kim. À, đai lưng khoảng 500 xu 1 kim. Cho 1 kim đi cho nó tròn 4 kim. Áo này khoảng 2 kim. 6 kim. Nhẫn này cho 500 xu 6 kim rưỡi. Nhẫn 540 này cho khoảng 8 kim. Bán nhanh 8 kim đi. Nói chung hôm nay lời ấy không đánh lỗ đâu. Tốn 11 kim tầm này. Nếu mà bán thiệt chắc bán là thu lại khoảng 14 kim là lời khoảng 3 kim. Lời khoảng 3 kim, nếu bán thì chắc là khoảng 3 kim. Đây này đấy. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cái bát 22 này, một like một chia sẻ này. Nói chung này lúc nãy Khải định nghỉ rồi nhưng mà đã chơi là chơi khô máu nè, chứ đang đánh nửa rương nghỉ chán lắm. Mà hơn khúc cuối là ra đấy. Khúc cuối là ra cái nhẫn này. Rồi, anh Mẫn đúng rồi. Dạ, tặng cho anh Mẫn anh em châm xu đó lấy lọc này. Anh Mẫn ơi, đâu ấy? Thôi bữa nào để em đưa cho thêm mấy kia, em đưa luôn lần nha. Bữa nay em lãnh lương cho thêm. Đó. Ok. Cho thêm 500 xu kim nữa vậy thôi. Đó, còn cái này không yên thua. Đó, được 3 món này này, 4 món, 1 2 3 4 5. Đó. Còn này không yên thua. Đợi tí nè mày, giày thì Khải có người hỏi anh em. Khải nói thì thiệt là bán 2-3 kim thiệt, nhưng mà đợi Khải tí nè, tại vì anh ấy anh đặt Khải từ sớm rồi nè, đặt Khải đồ xấu dòng từ sớm rồi. Nên là Khải nghĩ cái đây cái giày với cái áo này chắc chắn là nếu ông cần thì ông lấy. Tại vì ông đi xếp đăng bang mà, ông đi xếp đăng bang mà anh em. Rồi. Đừng quên cho một like chia sẻ mạnh nha anh em, nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy nhấn like và chia sẻ, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi buổi livestream từ kênh của Khải luôn nữa nha anh em ơi. Cảm ơn em theo dõi rất nhiều nha. Đấy, cái bị em ông Athena ngay tại chỗ luôn.